Trận đấu bắt đầu. Phạm Thành Hương. Hoàng Văn Hậu. Chuyền bóng lại thành công. Mở bóng sang cánh là một quyết định khôn ngoan lúc này. Đường chuyền quá thông minh. Essien. Anh ấy đã cướp được bóng. Tiến Linh. Rất nhiều đường chuyền. Anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Phối hợp tốt. Sẽ chỉ có một tình huống nhắc nhở. Đáng ra có thể đã có một tình huống nguy hiểm hơn từ tình huống đá phạt vừa rồi. Thực ra là không, một pha đá phạt không thực sự tốt. Phạm Thành Hương. Thật gọn gàng. Một cơ hội tốt và anh ấy đã lãng phí nó. Tình huống ngay. Phạm Thành Hương. Tiến Linh. Tăng tốc. Cơ hội tuyệt vời. Mất bóng. Và đây là cú sút. Vào rồi, thật tuyệt vời. Đó là bàn thắng với chất lượng hàng đầu, không có nghi ngờ gì về điều đó. Thủ môn đang than phiền với các hậu vệ. Anh ta nghĩ các hậu vệ nên áp sát nhanh hơn trong tưởng đó. Tỷ số được mở 1-0. Trọng tài xác định đó là một quả ném biên. Nguyễn Hoàng Đức. Quang Hải. Không ai ngăn cản. Đây là khoảng cách giữa siêu sao và một cầu thủ giỏi. Đúng là như vậy, một siêu sao sẽ không thể bỏ lỡ. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Đó là một pha biểu diễn đường chuyền đó thật tuyệt vời. Tuyệt vời. Không có bàn thắng nào ghi. Cờ vô vị đã được trọng tài phất lên. Trợ lý trọng tài đã ở đó và ông ta đã phất cờ rất nhanh. Sóng gió đã nổi lên. Vâng, anh ấy đã áp sát rất nhanh. Bóng đã ra ngoài sân. Có cơ hội ngay bây giờ và ngăn chặn tuyệt vời. Ít nhất thì cũng phải có một pha vào góc để họ có cơ hội gỡ hòa. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Hoàng Đức. Sóng gió đã tạm thời trôi qua. Nguyễn Tiến Linh. Có thể tạt bóng.
Nguyễn Tiến Linh. Chỉ có một bàn được ghi trong hiệp hai bắt đầu. Lương Xuân Trường. Nesta. Essien. Quang Hải. Nguy hiểm. Sút. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Pha thò bóng đi hết đường biên ngang. Anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Và ngăn chặn tuyệt vời. Sút đi. Sút như thế sao mà ghi bàn đây. Phạm Thành Hương. Văn Toàn. Đó nên là một cơ hội. Bàn thắng tuyệt vời đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Họ đang có bàn trình diễn rất tốt. Đã có một bàn thắng dẫn trước, đội bóng đang thực sự tạo cho mình cơ hội chiến thắng trong trận đấu này. Tôi cũng nghĩ là như vậy. Ngay lập tức đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1. Và anh ấy đã đưa bóng bằng một pha can thiệp rất tốt. Tình huống ngay. Có cơ hội ngay bây giờ. Bóng bị đẩy ra khỏi khung gỗ bởi thủ môn. Và đã có bàn thắng quan trọng để vươn lên dẫn trước đối thủ. Đó là bàn thắng với chất lượng hàng đầu, không có nghi ngờ gì về điều đó. Đó là một bàn thắng tuyệt vời. Một lần nữa tỷ số đang là 2-1. Sút đi. Anh ta đã bắt được bóng. Phan Văn Tài em. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Bóng văng ra, thủ môn đã cứu thua rất xuất sắc nhưng anh ấy không thể bắt gọn nó. Quang Hải. Ronaldinho. Tăng tốc. Thủ môn đã làm tốt nhưng nguy hiểm chưa được giải trừ. Rất nhanh. Sút. Vâng, nếu tỷ số được nới rộng ra thì họ có thể sẽ thoải mái hơn trong việc thi triển đối đá của mình. Đó là một cơ hội rất tốt rồi. Có lẽ chúng ta sẽ không thể tìm kiếm một cơ hội tốt hơn. Rất có thể đội bóng sân nhà sẽ giữ lại trọn vẹn chiến thắng trong trận đấu này. Chính xác. Tiến lên đi. Tuyệt vời. Vâng. Bàn cứu hòa vô cùng muộn màng. Quá xuất sắc. Thật không thể tin được. Một bàn thắng tuyệt vời. Thủ môn đang than phiền với các hậu vệ. Anh ta nghĩ các hậu vệ nên áp sát nhanh hơn trong tình huống đó. Trận đấu có tính chất giải trí. Tỷ số được cân bằng một lần nữa.
chuyền đi. Sút. Thủ môn đã bắt được bóng. Tình huống cuối cùng. Bóng đã ra biển. Những tình huống phạt góc thế này có thể tạo ra khác biệt trong trận đấu căng thẳng. Nguy hiểm, pháo đi. Một pha phóng an toàn. Vẫn là phạt góc. Rất an toàn. Đây rồi. Đó là thật tuyệt khi sút. Đã có bàn thắng. Đây là pha ghi bàn giúp họ vươn lên dẫn trước ở những phút quyết định này. Tiếng còi cuối cùng. Đó là những gì đội bóng này chờ đợi. Wow, họ sẽ thắng trận này miễn là họ giữ được sự tập trung tối đa. Đây là bàn thắng cực kỳ quan trọng. Đó chính là